Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh bất động sản biển xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Trong video đầu tuần này thì em tiếp tục có mặt trong khu đô thị Cát tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận Nhất là 35 km. Ở trong video này thì biển xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một lô đất nằm đối diện quỹ đất để xây trung tâm thương mại. Một lô đất rất là giàu tiềm năng, diện tích là ngang 5, dài 20, tổng diện tích trên sổ là 100 m vuông anh chị nhé. Em đang chạy ở đây chính là khu vực quỹ đất xây trung tâm thương mại. Lô đất hôm nay thì có hướng nam, nằm trên trục đường rất là to và rộng, vỉa hè lớn. Vị trí hôm nay thì nó nằm ngay đối diện quỹ đất để xây trung tâm thương mại, một vị trí vô cùng là nhiều tiềm năng sau này. Và lô đất ngày hôm nay thì có hướng nam, diện tích là ngang năm dài 20, tổng diện tích trên sổ là 100 m2. Anh chủ đang là ngộp vốn kẹp tiền giảm giá chỉ còn 1 tỷ 550 triệu là bao thuế phí công chứng sang tên. Lô đất này thì nằm kế bên lô góc anh chị nhé. Kế bên lô góc người ta đang xây biệt thự. Lô đất của chúng ta nằm kế bên ngang năm dài 20 đối diện quỹ đất để xây trung tâm thương mại. 1 tỷ 550 triệu là bao sang tên chọn gói cho mình sổ sách đàng hoàng, sổ hồng riêng có sẵn, mình mua là công chứng liền tay. Anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thấy phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì hãy follow kết bạn nhắn tin em sẽ gửi sổ hồng để anh chị mình xem. Hãy follow kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều thông tin hữu ích và nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.